Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào thời nhà Thanh, Lâm Tự Kỳ, người làng Lê Thọ, huyện Hiểu Cảm, tỉnh Hồ Quảng, vô tình bị quỷ sai nhầm lẫn với một người khác, bắt hồn đem xuống âm phủ. Diêm Vương biết được thì cho Tự Kỳ hoàn hồn sống lại, nhưng trước đó yêu cầu Tự Kỳ xem ông xử 42 án xử của các linh hồn rồi trở lại dương thế kể lại cho mọi người nghe để thế gian hiểu rõ những phức tạp lắt léo của luật nhân quả. Phán quan đọc án kế, họ Viên ở huyện Quan Sang lập tiệm cầm đồ, ăn lời quá đáng, không hề nương tay, trong nhà còn cho vay bạc non, thu vào bạc già, trong tiệm dùng cân hai đáy, gọi là cân gian, cho ra thì dùng trái cân nhẹ, thu vào đổi trái cân nặng, vì lẽ ấy nên dầu nứt đố đổ vách, làm cho trời giận thần hờn, từng bị hỏa tinh đốt nhà, đó là lửa trời xa xuống thiêu sạch gia sản bất nhân, 35 tuổi chết yểu, vợ con cũng thổ huyết chết luôn. Tần Quản Vương phán, ăn lời quá phép đã phạm tội với trời, huống chi cân gian lận, lường gạt của người cho nặng túi tham, tưởng gạt người hóa ra gạt mình, mong hại đời chẳng ngờ hại mạng mình, cả đời lường gạt, vậy chứ của cải đó giờ còn hay không? Chẳng giữ lương tâm, ba đời chịu khổ, tuy bị cháy hết nhà cửa mà chưa hết tội, giao qua vua Đông Nhạc, phạt đầu thai làm ngựa đưa thư, bị người vừa cưỡi vừa đánh liên tục, chạy kiệt sức cho tới chết, đầu thai làm ngựa ba kiếp như vậy mới được đầu thai làm người nghèo. Phán quan đọc án kế, họ Hồng ở huyện Thiện Hưng, cha làm chức điển lại ở huyện Võ Xương. Hồi nhỏ họ Hồng xung khắc với cha, tức mình cạo tóc vào chùa, sao phạm luật bị tẩn xuất, về để tóc lại, ăn mặn như kẻ ở thế tục, gặp ai cũng gian xảo, không chút thật thà, sau lưng hay nói xấu việc của người, hay soi mói chuyện tư tình của người khác và những phụ nữ trăng hoa, xúi dục gây gổ, miệng lưỡi thêu dệt nhiều điều, làm những chuyện trái phép. Tần Quản Vương quát, tên này tội nặng khó dung tha. Phán quan tàu, tên này không ác gì cho lắm, chỉ ác khẩu mà thôi. Tội ác khẩu có ba điều, tên này phạm hết: nói láo về những việc tục tiểu là phạm chữ dâm, nói láo thêm thắt cho người ta giận nhau mà đâm chém là chữ sân si, nói láo gạt người mà lấy của phạm chữ gian tham. Một việc nói láo mà gây ra chữ dâm, chữ si, chữ sân, chữ tham, chữ giao đạo, phán quan còn nói tội ác khẩu là tội nhỏ sao? Truyền xé miệng cắt môi, chẻ răng, kéo lưỡi ra rộng như thửa ruộng rồi cày bừa mà hành tội ác khẩu, tuy còn sống đã phạt tuyệt tự mà chưa hết tội, nay phạt giam vào địa ngục, chưa được đầu thai. Ha ha ha,